Ngày 1 tháng 11 năm 1963, Sài Gòn rúng động với cuộc đảo chính của các tướng lĩnh bất mãn dưới quyền bạo chúa Ngô Đình Diệm. Khi thi thể của Diệm và Nhu được in đầy trên các mặt báo, dư luận đã tưởng rằng những ngày bạo loạn trong nội các chính quyền Sài Gòn đã chấm dứt. Thế nhưng kỳ thực, sự kiện đó chỉ khơi mào lên những cuộc thanh trừng lẫn nhau giữa những tướng lĩnh đầy tham vọng, thế nhưng cũng rất thiển cận. Là một đại tá nắm trong tay sư đoàn 5 khét tiếng nhất của quân đoàn 3, quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Nguyễn Văn Thiệu nổi lên như một thế lực quân phiệt, sẵn sàng nướng sạch các tướng lĩnh huynh đệ của Hội đồng Quân nhân Cách mạng. Từ năm 1963 đến 1971, Thiệu đã tiêu diệt toàn bộ những kẻ thù của ông ta, trong đó đánh bại cả Nguyễn Cao Kỳ, để trở thành vị hoàng đế mới của Việt Nam Cộng Hòa. Vậy thì hành trình bước lên đỉnh cao quyền lực của vị Tổng thống được mệnh danh là đồng chí Sáu Thiệu này đã diễn ra như thế nào? Hãy cùng Better Cry Podcast ngày hôm nay đi tìm câu trả lời nhé! Trong số các sĩ quan ngụy quyền người Việt được Pháp đào tạo, Nguyễn Văn Thiệu cùng với người bạn học của ông là Trần Thiện Khiêm, Nguyễn Khánh, Cao Văn Viên, Phạm Văn Phú là số ít các sĩ quan người Việt nhận được một chút sự tôn trọng từ những tay tướng lĩnh Pháp. Thiệu tốt nghiệp trường Võ Bị Huế với hàm thiếu úy vào năm 1949. Ông được bổ nhiệm làm trung đội trưởng lính bảo an, nhưng sau đó được người Pháp chọn đi học tại trường sĩ quan Saint-Christ ngay sau đó. Sau 3 năm đào tạo, Thiệu được bổ nhiệm làm đại úy, rồi lên thiếu tá và trở thành tỉnh trưởng tỉnh Ninh Thuận vào năm 1954. Sau khi Mỹ hất cẳng Pháp và đưa Ngô Đình Diệm lên làm tổng thống, Thiệu lại được cử sang Hoa Kỳ, học tập hết khóa này tới khóa khác, hết trường này tới lớp nọ, rồi về nước với lon đại tá, tư lệnh sư đoàn 7, sư đoàn phế vật bậc nhất của Việt Nam Cộng Hòa. Khi hầu như chỉ ngồi chơi xây nước, thế nhưng vẫn có những thất bại đầy tai tiếng, điển hình là trận thua nhục nhã tại ấp Bắc. Tuy nhiên, trong cuộc đảo chính Diệm của sư đoàn dù vào năm 1960, Thiệu đã kịp thời đưa sư đoàn 7 trở về ứng cứu, đánh bại quân đảo chính và ghi điểm trong mắt người Mỹ. Nhờ đó, Thiệu được thuyên chuyển làm tư lệnh sư đoàn 5, một sư đoàn quan trọng nhất nhì của tấm lá chắn bảo vệ Sài Gòn, và được đóng quân ở ngay cửa ngõ của thành phố. Trước sự độc đoán ngày càng gia tăng của họ Ngô, CIA đã giật dây các tướng lĩnh dưới quyền của Diệm và tiến hành binh biến nhằm phế truất ông ta. Ban đầu, khi Hội đồng Quân nhân Cách mạng lên danh sách các tướng lĩnh tham gia đảo chính, họ không để ý tới cái tên Đại tá Nguyễn Văn Thiệu. Phần vì Thiệu đã từng lập chiến công cứu giá anh em Diệm Nhù, phần vì ông ta chẳng có tiếng tăm gì trong giới chính trị chóp bu của Sài Gòn, dẫu cho là tư lệnh của một trong số những sư đoàn bộ binh. Tuy nhiên, Nguyễn Khánh, bạn học cũ của Thiệu, cũng muốn nhân dịp này mà giúp đỡ Thiệu một phen, nên ông ta cố gắng thuyết phục các tướng lĩnh liên lạc với Thiệu. Vậy là cái tên Nguyễn Văn Thiệu đã được thêm vào danh sách vào giờ chót. Tuy nhiên, theo nhiều nhà phân tích sau này, cuộc đảo chính vào năm 1963 là một quyết định có phần thiếu suy nghĩ của CIA. Họ đã tự tay loại bỏ đi một khối chống cộng thống nhất và để cho chính trường miền Nam Việt Nam rối như tơ vò trong suốt 4 năm sau đó. Không biết rằng Nguyễn Văn Thiệu có nhìn ra điều này hay không, nhưng vai trò của Thiệu trong cuộc chính biến bước ngoặt này quả thực là khá mờ nhạt, khác hẳn với những đóng góp của những viên tướng lĩnh khác. Ban đầu, trước giờ G, sư đoàn 5 của Thiệu khóa chặt con đường tiến vào Sài Gòn tại Biên Hòa. Nhưng ông ta thì dưới sự chỉ đạo của đại tá Nguyễn Hữu Có, khi trận đánh lên cao điểm, các tướng lĩnh, người thì dẫn quân đánh chiếm các cơ quan bộ máy chính quyền, người thì trực tiếp truy lùng anh em Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu. Còn Nguyễn Văn Thiệu, tuy làm nhiệm vụ nghe thì có vẻ quan trọng, đó là tiêu diệt lực lượng cận vệ của Diệm. Nhưng trên thực tế, Diệm Nhu đã trốn thoát ngay từ khi cuộc đảo chính vừa mới manh nha. Còn Thiệu, với cả một sư đoàn, chỉ đánh cho lấy lệ. Kết quả, sau một ngày, vẫn không chiếm được Dinh Gia Long. Bởi vì cái thành tích bết bát đó, Thiệu không có tên trong danh sách phong thưởng của Hội đồng Quân nhân Cách mạng như lời hứa của Nguyễn Khánh. Tuy nhiên,
mọi thứ quả không nằm ngoài tính toán của Thiệu. Tại sao Thiệu lại chọn về phe đảo chính, để rồi phải hao tâm tổn sức một cách vô ích, trong khi ông ta mang ơn hậu đãi của nhà họ Ngô? Thiệu đã nhìn thấy tình cảnh thân cô thế cô của Diệm và Nhu. Phe đảo chính là lực lượng chính của các quân đoàn 3 và 4 đóng tại đồng bằng sông Cửu Long, trong khi thân tín của Diệm là quân đoàn 1 và quân đoàn 2 thì lại đóng rất xa ở tận miền Trung. Bởi vậy, trên thực tế, Diệm đã bị bao vây, chẳng khác nào cá trong chậu, chim trong lồng. Thiệu muốn toàn mạng thì buộc phải nghe theo phe đảo chính là lựa chọn duy nhất cho ông ta. Rõ ràng, việc ông ta không được phong thưởng như các viên tướng lĩnh khác làm Thiệu không hài lòng. Thiệu bèn dựa vào những người bạn cũ của mình từ thời còn ở trường thiếu sinh quân. Tham mưu trưởng quân đội Sài Gòn, tướng Nguyễn Khánh và trung tướng Trần Thiện Khiêm, nhân vật chủ chốt của cuộc binh biến. Và kết quả, Thiệu đã được ngồi vào ghế ủy viên của Hội đồng Quân nhân Cách mạng. Nhóm phân chia lợi ích của các tướng lĩnh đã lật đổ chính quyền họ Ngô. Thế nhưng ngay trong lòng những người cùng chí hướng, những sự rạn nứt đã bắt đầu xuất hiện do sự tư lợi và tham lam của mỗi viên tướng. Thiệu cũng không nằm ngoài vòng xoáy đấu đá. Ông ta cũng rất có tham vọng. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, Thiệu không có thế lực nên phải dựa vào những người bạn như Nguyễn Khánh hay Trần Thiện Khiêm. Ngày 30 tháng 1 năm 1964, Nguyễn Khánh lấy cớ Hội đồng Quân nhân Cách mạng không thể giải quyết được quân giải phóng, liền cùng với Trần Thiện Khiêm cho quân lùng bắt các tướng như Trần Văn Đồn, Lê Văn Kim, Tôn Thất Đính, Nguyễn Văn Vĩ. Lúc này, trong Hội đồng Quân nhân Cách mạng, chỉ còn người của phe Khánh và Khiêm. Và không nằm ngoài dự đoán, Nguyễn Khánh đã leo lên chức vị cao nhất của Việt Nam Cộng Hòa chỉ một tuần sau đó. Ông ta liền ban bố thiết quân luật, cấm tự do báo chí, ban hành bản hiến pháp trao Nguyễn Khánh quyền tổng thống. Đứng dưới góc nhìn của một người ngoài cuộc, chúng ta có thể thấy rõ rằng Nguyễn Khánh đã có một nước đi không thể sai lầm hơn. Hành động của y thể hiện sự nóng vội, chẳng khác nào viên thuật tiếm quyền xưng đế hiệu, trong khi các chư hầu khác đang mượn danh thiên tử để che giấu tham vọng. Ngay sau đó, Nguyễn Khánh đã trở thành kẻ giơ đầu chịu báng, hứng chịu làn sóng công kích từ cả dư luận lẫn người Mỹ. Tuy nhiên, hành động hấp tấp này lại mang về món hời cho hai người đàn em của ông ta, đó là Trần Thiện Khiêm và Nguyễn Văn Thiệu. Cả hai ông này đều leo lên những chức vị cao nhất trong quân đội Sài Gòn. Và vì thế, Trần Thiện Khiêm cũng bắt đầu nảy sinh tham vọng chính trị. Còn Nguyễn Văn Thiệu đã tự biết lượng sức mình nên rất ngoan ngoãn và kín kẽ. Nhờ đó, các đàn anh của Thiệu bị thời thế và những miếng đòn thâm hiểm trên vũ đài chính trị xoay như chòng chóng. Còn bản thân Thiệu thì cứ ung dung tọa sơn quan hổ đấu trên cương vị là tư lệnh quân đoàn 4 quân đội Sài Gòn. Thế là Thiệu được người Mỹ nhắm tới như một con bài sẽ định hết mọi cục diện, với cái vỏ bọc dễ sai bảo, biết nghe lời và không có tư tưởng cá nhân. Cùng với các tướng lĩnh trẻ tuổi là Nguyễn Chánh Thi, Nguyễn Cao Kỳ, bản thân các ông này đều dần thấy mình đủ lông đủ cánh nên cũng manh nha ý định là chỉnh lý đại ca Nguyễn Khánh. Còn người Mỹ thì ngày càng chán ngấy cái Hội đồng Quân nhân Cách mạng vốn chả biết làm gì ngoài việc tự tay phá nát cái Việt Nam Cộng Hòa mà Hoa Kỳ đặt bao nhiêu tâm huyết gây dựng. Lấy cớ đại sứ Taylor bị Nguyễn Khánh lăng mạ và đòi đuổi về nước, người Mỹ dọa sẽ cắt viện trợ nếu Nguyễn Khánh không đưa tướng lĩnh thần Mỹ lên nắm quyền. Vào ngày 16 tháng 2, Nguyễn Khánh đã gây sức ép và buộc Trần Văn Hương bổ nhiệm Nguyễn Văn Thiệu trở thành đệ nhất phó thủ tướng. Và ngay sau đó, Thiệu đã tìm thấy cơ hội lập công với người Mỹ. Ngày 19 tháng 2, đại tá tình báo nằm vùng của Bắc Việt là Phạm Ngọc Thảo cùng tướng Lâm Văn Phát, đại tá Bùi Dinh đã tiến hành đảo chính. Thiệu chờ cho quân đảo chính tiến sát tới Dinh Gia Long. Nguyễn Khánh thì phải chạy lên máy bay và trốn ra nước ngoài. Khi đó, Thiệu mới cùng Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Chánh Thi hô hào về cứu giá. Kế hoạch đảo chính có thể làm xoay chuyển tình thế nhưng hẳn về phía ta của đại tá Phạm Ngọc Thảo đã không thành công. Thiệu và Kỳ đã nhân thế đó liền thừa nước đục thả câu, tiến hành bỏ phiếu bất tín nhiệm với chính tướng Nguyễn Khánh và trục xuất người đại ca này
ra khỏi đất nước, loại bỏ một đối thủ lớn trên con đường quyền lực của Nguyễn Văn Thiệu. Sau khi Nguyễn Khánh đã mất hết ánh hào quang, lúc này thì Thiệu, Kỳ và Thì trở thành ba nhân vật nắm nhiều quyền lực nhất trong chế độ Sài Gòn. Ông ta khéo léo dụ dỗ thủ tướng đương nhiệm là Phan Huy Quát trao quyền điều hành đất nước cho quân đội, để ông ta với tư cách là người đeo lon cao nhất trong thành phần tham chính. Nhưng kể cả khi Nguyễn Khánh đã ngã ngựa thì hội đồng quân lực cách mạng vẫn vô cùng rối ren. Thiệu đã gây sức ép nhằm giải tán hội đồng quân lực này, rồi thành lập một ủy ban lãnh đạo quốc gia gồm toàn những đồng minh của Thiệu, và vị trí đứng đầu quốc trưởng không thể là ai khác ngoài chính ông ta. Sau đó thì Phan Huy Quát đã buộc phải rời khỏi chính trường, để lại một chế độ Sài Gòn hoàn toàn nằm trong tay của Nguyễn Văn Thiệu. Nguyễn Khánh, Phan Huy Quát ngã ngựa, để lại một miền Nam rung chuyển vì những cuộc bạo loạn bởi nhiều phe phái, sắc tộc, tôn giáo và những cuộc chỉnh lý, thanh trừng lẫn nhau của giới tướng lĩnh. Lúc này, ở miền Nam, Thiệu là người đứng đầu nhưng chưa có quyền lực thực tế. Còn các tướng lĩnh thì không khác gì các lãnh chúa trên địa bàn đóng quân của họ. Nội các miền Nam thì chia làm hai phe, luôn cảnh giác và sẵn sàng nướng lẫn nhau. Phe Phật giáo của Nguyễn Chánh Thì được sự ủng hộ của giới Phật tử. Phe Công giáo của Nguyễn Văn Thiệu nắm trong tay phần lớn quân đội. Phe Phật giáo căm ghét Nguyễn Văn Thiệu. Họ lợi dụng tiếng nói và tầm ảnh hưởng của Hòa Thượng Thích Chí Quang, kích động các tín đồ Phật giáo đi biểu tình, tuần hành trên khắp đường phố Sài Gòn. Nguyễn Văn Thiệu vội vàng cách chức Nguyễn Chánh Thì. Thế nhưng tình hình thì vẫn chẳng khá khẩm gì hơn. Đáp trả lại, phe nổi loạn cho chiếm nhiều cơ quan trọng yếu của chính quyền Sài Gòn tại Đà Nẵng. Họ xuống đường biểu tình và đã từng tự thiêu ở Huế. Thiệu lập tức điều động đến cả thủy quân lục chiến để đàn áp. Tăng ni, Phật tử và nhiều đồng bào bị dìm trong bể máu. Số người thiệt mạng và bị thương lên đến hơn cả ngàn người. Hòa Thượng Thích Chí Quang đã bị bắt giam. Phong trào Phật tử bị dập tắt. Nguyễn Chánh Thì vội vàng tẩu thoát trên máy bay, bỏ mặc những người đã cùng sát cánh với ông ta trong cuộc nổi loạn. Tuy nhiên, nếu Nguyễn Văn Thiệu lên ngôi Cửu Ngũ Chí Tôn ngay sau khi tắm máu đồng bào thì ông ta chẳng khác gì Ngô Đình Diệm năm xưa. Và vì thế, để che mắt dư luận quốc tế, Hoa Kỳ đã bày cho Thiệu tiến hành bầu cử. Mỹ chỉ đạo cho Thiệu và Kỳ hãy tạm gác những tham vọng riêng để hợp thành một cặp, là đại diện duy nhất của phía quân đội. CIA và Hoa Kỳ đã bỏ ra hàng chục triệu đô la để vận động, mua chuộc các cử tri và nhân viên kiểm phiếu. Tướng Nguyễn Ngọc Loan sau này đã thừa nhận rằng Hoa Kỳ từng đưa cho ông ta một số tiền lên tới 834.000 đô la Mỹ thời giá năm đó, để lực lượng của ông ta tiến hành các chiến dịch tranh cử tại miền Đông Nam Bộ. Và với sự hậu thuẫn từ phía Washington, Thiệu đã trở thành tổng thống tiếp theo của Việt Nam Cộng Hòa, dù chỉ giành được chiến thắng với tỷ lệ có 35%, tức là mức tín nhiệm giống kiểu như thằng chột làm vua xứ mù. Mặc dù Nguyễn Văn Thiệu đã giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử này, thế nhưng Nguyễn Cao Kỳ cũng nắm trong tay nhiều quyền hành chẳng kém gì với sự ủng hộ của quân đội Sài Gòn. Vốn bị ám ảnh về bóng ma từ một cuộc đảo chính khác, lá bài tẩy của Nguyễn Cao Kỳ, Thiệu đã thông qua người Mỹ tìm mọi cách để vô hiệu hóa đối thủ của mình. Trong vỏ bọc của một chính khách đầy trách nhiệm, Thiệu tuyên bố một bản hiến pháp mới, qua đó nâng vị thế của ông ta trong mắt Nhà Trắng. Mặt khác, Thiệu cũng tập hợp được một nhóm các chính trị gia bên trong Quốc hội bằng cách đánh vào lợi ích hoặc lòng tham, điển hình là chiêu trò đưa hối lộ. Thiệu còn thông qua đàn em trong giới cảnh sát và giới chính quyền, móc ngoặc với các nhà tư sản nhằm đánh đổ đám đàn em của Nguyễn Cao Kỳ. Thế rồi, một sự kiện chấn động nổ ra, làm đảo lộn mọi kế hoạch của Mỹ và Thiệu. Đó là cuộc tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trong khi Nguyễn Văn Thiệu đang say sưa chè chén ở quê ngoại, thì Nguyễn Cao Kỳ ở lại Sài Gòn chỉ đạo quân đội chống trả quyết liệt. Cuộc tấn công của quân giải phóng không những khiến dư luận thế giới chấn động, mà nó cũng làm nhân tâm giới trí thức Sài Gòn đã dao động. Họ không còn tin vào chính phủ của Thiệu
có thể bảo vệ quyền lợi của họ. Thiệu biết rằng đã tới lúc ông ta phải hành động để tránh đi theo vết xe đổ của vị tổng thống tiền nhiệm. Đầu tiên, Thiệu đã mạnh tay loại bỏ đám tay chân của Kỳ trong giới quân đội và cảnh sát. Vào tháng 6, một tàu pháo của Mỹ có trực thăng tuần tra khu vực phố tàu ở Sài Gòn đã bắn nhầm một quả tên lửa. Vâng, rất hài hước, bắn nhầm một quả tên lửa và tiện thể thiêu rụi luôn em rể của Kỳ. Các chỉ huy cảnh sát của Sài Gòn và Chợ Lớn cùng 4 quan chức cấp cao khác cũng đều thiệt mạng. Tất cả đám này đều là những mắt xích quan trọng trong mạng lưới ngầm và chính trị của Kỳ. Vụ tấn công đã gây phản ứng mạnh chống lại việc xả đạn tùy tiện của người Mỹ và biến Thiệu thành người của Mỹ trong mắt những người Việt Nam vốn thích thuyết âm mưu. Nguyễn Cao Kỳ khi này sử dụng thủ đoạn mị dân vô cùng phong phú. Tất cả đều nhằm dọn dẹp cho con đường quan lộ của ông ta. Ông mời nhà báo Oriana Felici tới phỏng vấn và buông những lời chỉ trích cáo buộc Thiệu lãnh đạo yếu kém, thờ ơ với nạn tham nhũng và băng hoại xã hội. Ông Kỳ tuyên bố thẳng thừng rằng cứ 10 viên tướng thì có 9 ông tham ô, và sau cùng Kỳ hô một khẩu hiệu theo cách chung chung và khá sáo rỗng: chúng ta cần những đạo luật mới đem quyền lực đến cho dân nghèo. Trong khi những lời lẽ giả tạo kiểu như vậy và còn chi tiết hơn đã từng được chính ông ta cùng Nguyễn Văn Thiệu hợp sức soạn ra trong bản hiến pháp hồi năm 1967. Có thể nói rằng Nguyễn Cao Kỳ đã chạm tới nọc của Nguyễn Văn Thiệu, làm ông Thiệu tức điên người, ngày càng bị cách biệt trong dinh tổng thống và được vây quanh bởi các cố vấn trẻ xảo trá, nhiều tham vọng. Tổng thống Thiệu đã trở thành nạn nhân của chính những nghi ngờ đen tối. Tháng 10 năm 1968, một tờ báo Công giáo đăng tải tiên đoán của một tay thầy bói nổi tiếng cảnh báo rằng sẽ có một cuộc đảo chính xảy ra vào cuối tháng đó. Vô cùng hoảng sợ vì suy nghĩ rằng Kỳ và phe Công giáo cộng tác với nhau, Thiệu đặt quân đội vào tình trạng báo động cao lần thứ 3 trong vài tháng, thậm chí đã bắt giữ luôn chủ báo và những tu sĩ hàng đầu của phe Công giáo, rồi đe dọa đóng cửa các tờ báo nếu họ dám tiết lộ phản ứng của ông ta. Có uy thế với quân đội, thế nhưng vẫn bị ám ảnh với nỗi lo sợ trước một đối thủ giờ đây đã khá yếu ớt. Thiệu lợi dụng việc kiểm soát tòa án tối cao và quốc hội để áp đặt các quy định bầu cử, ngoại trừ việc cấm cản sự tham gia của Kỳ nữa thôi. Ngoài ra, văn phòng của Thiệu còn gửi thư hướng dẫn gian lận bầu cử tới các tư lệnh quân đội của các tỉnh, khiến một tay quan chức phải ca thán rằng Thiệu đã viết ra những điều chỉ nên truyền miệng mà thôi. Và như vậy, Kỳ đã không còn quyền lực trong tay khi thủ đoạn của Thiệu cuối cùng cũng đã bị lộ. Cả Kỳ và cựu tướng Dương Văn Minh đều đã rút tư cách ứng cử viên để mà phản đối. Thế nhưng cuộc bầu cử năm 1971, mặc dù các ứng viên đã rút hết, thì vẫn cứ diễn ra với chỉ có một ứng cử viên là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và một phó tổng thống là Trần Văn Hương. Kết quả cuối cùng thì không khó để dự đoán. Thiệu giành chiến thắng với 94% phiếu bầu. Và từ đây, chính quyền Sài Gòn tập trung hết về tay của vị hoàng đế không ai Nguyễn Văn Thiệu. Thiệu đã trở thành tổng thống, có trong tay mọi quyền hành. Các tướng lĩnh là những tay lãnh chúa tham ô, hưởng lạc, cai quản các vùng chiến thuật ở miền Nam. Giữa Thiệu và những viên tướng này tồn tại một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Thiệu đảm bảo lợi ích cho những đàn em cùng phe cánh, trong khi các tướng tá thì chấp nhận phục tùng về quyền lực trước vị tổng thống này. Những cuộc đấu đá, chia bè kết phái trong nội bộ Việt Nam Cộng Hòa như trên tuy chỉ là những câu chuyện thâm cung bí sử, thế nhưng nó cũng đánh dấu sự tan vỡ từ bên trong của chế độ này. Ở đó, mỗi cá nhân gánh vác trọng trách, chỉ toàn quan tâm tới tư lợi, bỏ bê việc nước, việc binh, và góp phần khiến Việt Nam Cộng Hòa suy yếu về mọi mặt và chuốc lấy một thất bại sau cùng.